Đây nè, đây nè con. Chú này họ đóng cửa lại con, mình đi vô bên trong tí nữa mình uống nước. Mình có đi từ từ thôi, đi từ từ. Một, hai, ba, bốn. Một, hai, ba, bốn. Úp ba.
mình, điều nhạc Rap IQ, và quý vị chúng ta cùng làm theo nhé. Yeah. Not get locked down with those times which has come.
together we will come up with more energy and we will deliver better than last year this year. Vừa qua thì cũng có một số cái thay đổi lớn về cơ cấu tổ chức của UK Việt Nam. Thì trong giữa năm nó có những cái sự cố mà nó có những cái thay đổi, thì cái đó cũng ảnh hưởng tới cái kết quả hoạt động năm vừa rồi và nó có những điều không tốt. Nhưng thì qua cái lần này cũng giống như là warming up lại, là lấy lại cái năng lượng để cho một cái năm mới nó sẽ tốt hơn. Và cái chủ đề hôm nay anh muốn nói đó là cùng nhau thì chúng ta sẽ làm mọi việc sẽ tốt hơn. Here you can see the six core values of UPL that we live. Being human is a very big core value of UPL. Madam Sandra, the promoter, employee welfare and employee engagement is very close to heart of Mrs. Sandra. So we are also living the same values. We are trying to give more time, more welfare to people and their families. So this is a part of our welfare effort for you. Thank you all for your kind association. Together we will achieve more in the coming year. Thank you. Thành viên của UPL, anh công ty cũng sẽ tập trung tâm phân tích và đội sẽ tập trung chăm sóc cho các cái quyền lợi của những người thân có liên quan. Thì đó là một trong các cái sáu giá trị cốt lõi và anh muốn nói. Và lời cuối cùng thì anh cũng xin cảm ơn cả nhà mình đã tham dự đông đủ cho cái bữa cái bữa công ty của năm nay. Và chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn các vị hiệu trưởng, cảm ơn các vị giám đốc và xin cảm ơn anh Trần Quốc Dân đã mang đến những lời thoại vừa rồi. Có lẽ quý vị chúng ta cũng thấy với đại diện vị giám đốc đã gửi hết tình thương những lời nói đến tận với quý vị và chắc chắn UPL chúng ta sẽ đến bên bờ vinh quang. Và kính thưa quý vị thân mến, không để toàn thể quý vị chúng ta chờ đợi lâu nữa. Với giây phút này, xin được mời những vị có tên sau đây chúng ta cùng tiến lên khu vực sân khấu trung tâm để chính thức khai mạc đêm gala ngày hôm nay. Xin được đồng kính mời anh Trần Quốc Dân di chuyển lên khu vực sân khấu trung tâm. Xin được đồng kính mời chị Nguyễn Thị Ráo di chuyển lên khu vực sân khấu trung tâm. Xin được đồng kính mời chị Dương Thị Công Nga xin di chuyển lên khu vực sân khấu trung tâm. Xin được đồng kính mời chị Nguyễn Thị Liên di chuyển lên khu vực sân khấu trung tâm. Xin được đồng kính mời Mr. Kelsey chúng ta cùng di chuyển lên khu vực sân khấu trung tâm. Và cuối cùng chúng tôi xin được đồng kính mời chị Đỗ Thị Kim Liên chúng ta cùng tiến lên khu vực sân khấu. Cùng nhau nâng ly
cùng ly để chúc mừng con thuyền UPL chúng ta đến bến bờ vinh quang nhé. Và ngay tại bàn tiệc của tất cả quý vị, cho chúng tôi thấy được những chiếc ly đi ạ. Ly đâu, ly đâu? Lỡ ở bên nào, ly đâu, ly đâu? Yeah.
quý vị đã mang đến những lời chúc mừng trong tối ngày hôm nay. Và thay mặt ban giám đốc, một lần nữa chúng tôi xin trân trọng kính mời anh Trần Quốc Dân tiến lên khu vực sân khấu trung tâm để trao tặng ba phần quà dành tặng cho ba thành viên có ngày sinh trong tối ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời anh. Chúc mừng Happy Birthday. Yeah, và chúng ta đứng lại với nhau cùng một câu hỏi tập thể nào. Happy Birthday everybody. Thank you very much. Cảm ơn tất cả quý vị. Xin cảm ơn anh Quốc Dân rất nhiều. Xin mời tất cả quý vị chúng ta về mặt đèn để tiếp tục thưởng thức những món ngon. Xin trân trọng kính mời anh lần thứ hai. Và xin phép hủy phiếu không. Không có mặt phải không quý vị? Ở đây là mẹ của Bảo Tiên. Như vậy nhận thay cho Bảo Tiên từ lâu quý vị. Được không quý vị? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ xin được mời chị trao 3 phần thăm dành cho tất cả các thành viên. Và sau khi chúng ta nhận được giải, hãy mang những tấm biển này về công ty của mình để đoàn chúng ta sẽ nhận giải quý vị nhé. Xin được chúc mừng ba vị của chúng ta và hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho ba thành viên và rất may mắn được giải thập đầu tiên trong tối ngày hôm nay. Xin được chúc mừng và xin cảm ơn chị Ráo đã mang về những phần quà đầu tiên dành tặng cho ba thành viên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sân khấu và giám khảo là tất cả quý vị đang có mặt tại bàn tiệc. Nếu như quý vị dành những tràng pháo tay thật to, có nghĩa đội đó chúng ta sẽ xứng đáng nhận với số điểm 200 điểm. Cho Hải hỏi rằng xe số 3 chúng ta nhận với số điểm 200 điểm được không quý vị? Quá tuyệt vời, xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Thank you Team Tree, cảm ơn tất cả các bạn. Và một lần nữa xin mời bạn nhân viên của Marina tiếp tục cho chúng tôi một ca. Quý vị cũng là nhà xe số 1 chúng ta đang dân thi kỷ nguyên nhân sự khấu. Ok, xin cảm ơn các bạn. Và bây giờ ai là team leader? Are you think? Dancer? Are you ready? Ready? Ok. Và xin mời xe số 1 chúng ta chuẩn bị với đoạn nhạc thật sôi động. Chuẩn bị 3, 2, 1. Xe số 1 cũng rất gắn kết, không có lý do gì
gì mà xe số 2 chúng ta lại ngồi như thế? Hãy lên đồng hành với đồng đội của mình nào. Số 2 lên. Anh kêu gọi anh lên. Số 3 đi. Số 2. Và bây giờ cho
Chưa. Chúng ta cùng đồng thanh. Cảm ơn ba team rất nhiều. Và bây giờ chúng tôi